Chào tất cả các bạn đã đến với chuyên mục chia sẻ ước mơ du học của công ty Tân Đại Dương. Và trong chương trình hôm nay thì công ty Tân Đại Dương kính mời các bạn cùng trò chuyện với em Trần Công Chính, là một trong những du học sinh vừa đạt visa du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương trong buổi chiều ngày hôm nay. Và chúng ta cùng trò chuyện với em Chính nhé. Chào Chính. Em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân em cho các bạn được biết ha? Dạ, thì em tên là Chính và em năm nay 16 tuổi, mới hoàn thành xong chương trình lớp 10 tại trường Trung học Phổ thông Minh Đạt. Em có thể chia sẻ với các bạn là qua Mỹ em sẽ học tiếp chương trình gì bên đó? Đầu tiên khi mà qua Mỹ em học tiếng Anh ở trường trung tâm EOS khoảng chừng 1 năm, sau đó em sẽ chuyển sang học phổ thông lớp 11, 12 và sau đó chuyển lên đại học. Thì khi mà làm hồ sơ ở Tân Đại Dương á, thì em có cảm nhận gì về cái dịch vụ của Tân Đại Dương? Thì em cảm thấy là Tân Đại Dương rất chu đáo và tận tình giúp em trong mọi việc, nhất là những câu hỏi của lãnh sự về khi phỏng vấn. Quá trình học thì anh Khôi của Tân Đại Dương có kêu em lên mạng và tìm kiếm những trang web của trường và những cái hay của trường. Bên cạnh đó anh Bảo Anh cũng giúp cho chúng em là về cái phần tâm lý khi đi phỏng vấn visa, và khi đến sau đó thì em thì có được một cái tinh thần tự tin khi đi phỏng vấn. Qua đâu thì em biết được dịch vụ của Tân Đại Dương? Mẹ em thì có một người bạn có đã có từng có con đã ở Tân Đại Dương rồi, cho nên giới thiệu cho mẹ em, mẹ em biết tới. Em nói là qua đó em sẽ học tiếp chương trình phổ thông. Rồi em có thể biết bật mí cho các bạn là cái chuyên ngành mà sau khi em học phổ thông xong em học đến chương trình đại học là cái chuyên ngành gì? Em nghĩ là em sẽ học sang kỹ sư điện tử. Vậy cứ ước mơ sau này của em thì em thích làm cái gì? Dạ thì em cũng học về kỹ sư điện luôn, là em sẽ đi làm chung với bác em bên đó. Em có người thân bên Mỹ. Rồi, cảm ơn những chia sẻ của Chính. Thì chị thay mặt công ty Tân Đại Dương là chúc Chính qua Mỹ sau học tập thật là tốt. Và khi nào có cơ hội về Việt Nam thì nhớ ghé thăm các anh chị ở Tân Đại Dương nha. Cảm ơn em. Chương trình chia sẻ ước mơ du học của công ty Tân Đại Dương xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chuyến xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.